ca, ca ngợi quê hương Đào Quạt và đã in sâu vào tâm thức, trở thành niềm tự hào của mỗi người con đi xa. Giáo sư Phạm Huy Thông khi về thăm quê hương Đào Quạt cũng đã có một tác phẩm khái quát về làng quê mình. Đào Xá tên gọi là làng, làng em nhất xã chia thành ba thôn. Làng em đã nức tiếng đồn, cả làng làm quạt bán buôn đủ nghề. Nhiều người đi học, đi thi, người thì đỗ trạng, người thì vinh hoa. Từ lâu, cả nước đã biết đến làng Đào Quạt. Mỗi khi khách tứ phương về đất Hà Thành, ghé thăm đình Xuân Phiến ở số 4 phố Hàng Quạt, là biết có một Đào Quạt ở xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ngày xưa chưa có quạt điện, nhân dân dùng quạt thủ công xua cái nóng mùa hè, làm công cụ để các kép, các đào diễn tích trước cửa đình, dùng nhài quạt làm que gõ trống trong những đêm hát chống quân, dùng quạt quạt than trắng đun nước pha trà tiếp khách. Từ đó xuất hiện làng nghề làm quạt. Tùy theo mức sống gia đình, địa vị xã hội, sở thích cá nhân mà mỗi người ưa dùng một loại quạt khác nhau. Các bậc vương hầu, khanh tướng thì dùng đại mại phiến là loại quạt nan bằng vẩy đồi mồi, hay nhan phiến là loại quạt nan bằng ngà voi. Những bậc phụ mẫu chăn dân hay đại gia, đại phú, công tử, con quan thì dùng loại ngưu giác phiến là loại quạt nan bằng sừng trâu, hay tất phiến, quạt sơn hay bạch đàn phiến là loại quạt bằng gỗ bạch đàn. Thường dân thì dùng quạt giấy thường hoặc chẻ rang, nứa để thành quạt vỉ, quạt lá đề, thậm chí lấy bẹ cau phơi khô ép thẳng làm quạt. Tùy theo chất liệu từng loại nan mà người đào quạt sản xuất thành ba loại hàng hóa. Loại hàng cao cấp, nan quạt bằng chất liệu ngà voi, đồi mồi, sừng trâu, vất bằng vải the mịn. Hàng tốt, nan gỗ dùng giấy gió, loại kỹ để phất quạt, nan tre, giấy thường, sản xuất loại quạt phổ thông. Trước thì nói chung là coi về phong kiến để đời cha ông tổ nghiệp chúng tôi thì đa số là nhà nào cũng đục chát, mới bị quay rào làn mới che thôi, vì chuyên nghiệp nó ruộng ít, mà sống ở cái nghề quạt thì là chính. Thế hàng phiên chợ thì là mang đi từng gia đình một, mang đi để đông gạo để về cho các cháu ăn. Nghề làm quạt ở làng Đào Xá hay còn gọi là làng Đào Quạt là cái duyên nghề sớm nhất để có vị tổ nghề quạt, duyên buôn, duyên bán đến mức cả nước biết tên, cái duyên ai cũng có một cái quạt cho riêng mình. Trong thơ Hồ Xuân Hương nói, Chúa giấu vua yêu một cái này, cái duyên thầm gửi bạn trăm năm từ ánh mắt, tấm lòng yêu thương, sau nan quạt và cái duyên của một trong những làng nghề Hưng Yên có mặt khá sớm tại Kẻ Chợ để cùng các làng trong tứ trấn xây dựng nên Thăng Long, Hà Nội. Tiếc rằng nghề quạt ở Đào Xá hiện nay không còn, nhưng nhiều người vẫn nhớ về Đào Quạt. Có những người gọi Đào Quạt là làng đa duyên nhất của tỉnh Hưng Yên, quả không sai.
về cái dịp tháng 8 ấy, là cứ ra bờ sông mới ra cửa đình để vừa sáng răng và làm lan, người thì làm vót lan, người thì cài quạt, người thì phất, thế thì đồng thời là hát trống quân để cho nó, tức là theo cái lề lếp truyền thống văn hóa cổ truyền của làng Đồ Quạt từ thuở xa xưa. Thế là cái thế về sau đến chúng tôi thì là về sau này thì nó nghe các cụ kể lại thì nó cũng ít nhiều nó cũng mai mốt những các cái bài mà không thể nhớ hết được, những các bài cổ của các cụ thời xưa. Thế bây giờ là cứ thời loại truyền thời kia thì ít nhiều là nó cũng không thể được đầy đủ nguyên bản theo cổ truyền của các cụ. Truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, đẹp đẽ của quê hương chính là niềm tự hào của người dân thôn Đào Quạt. Ngay cả khi đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, việc xây dựng đời sống văn hóa xã hội lành mạnh trong thôn luôn được các chi bộ đảng và nhân dân chú trọng. Ngoài những chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, bản quy ước làng gồm 5 chương, 27 điều cũng được người dân ở đây nghiêm túc thực hiện. Dân làng Đào Quạt coi trọng tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau giữa các gia đình và họ tộc, không có tranh chấp mâu thuẫn, luôn là lá cờ đầu trong việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị của địa phương. Việc cưới xin cũng được tổ chức theo nếp sống văn minh, không phô trương, lãng phí. Phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cũng được phát triển mạnh mẽ. Số gia đình được công nhận là gia đình văn hóa cũng ngày một tăng. Đến nay, toàn thôn đã có trên 90% hộ dân được công nhận là gia đình văn hóa. Đào Quạt với những tinh hoa văn hóa, tinh hoa nghề nghiệp xưa đang được nhân dân ở đây bảo lưu và phát triển, giữ gìn bản sắc riêng của một vùng đất có truyền thống lâu đời. Ngoài việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống tinh thần nhân dân, cán bộ và nhân dân thôn Đào Quạt đã đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng hơn nữa để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên nền tảng văn hóa tiến bộ. Tinh hoa văn hóa xưa được hòa quyện với sự phát triển nông thôn hôm nay, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn đang chờ họ ở phía trước.